chỉ bằng một bức ảnh cao bồ siêu nhí nhố trên Facebook, Văn Đức đã chính thức giới thiệu bạn gái mới Nhật Linh với bạn bè cũng như tất cả những người hâm mộ. Ai nấy đều dành lời khen cho cặp trai tài gái sắc này vì trông họ rất đẹp đôi. Tuy nhiên, giữa lúc chàng cầu thủ đang hạnh phúc thì cư dân mạng còn gọi tên ngọc nữ người được xem là tình cũ của Văn Đức. Khác với Nhật Linh được công khai hẹn hò, lúc còn dính tin đồn với ngọc nữ, bất chấp mọi bằng chứng xác thực đến không thể xác thực hơn, Văn Đức một mực khẳng định cả hai chỉ là bạn thân, bạn tốt. Ngày Văn Đức đăng ảnh đôi với Nhật Linh, ngọc nữ cũng đăng story đứng khóc dưới mưa khiến dân tình cảm thấy xót xa thay cho cô nàng. Văn Đức công khai bạn gái Nhật Linh. Người bị réo tên nhiều nhất vẫn là ngọc nữ bạn gái tin đồn cũ của chàng cầu thủ. Mới đây, trên Instagram của mình, nhân dịp mở lòng chơi hỏi đáp cùng fan, ngọc nữ cũng đã có một vài câu trả lời đầy ẩn ý liên quan đến chuyện tình cảm. Dù không trực tiếp nhắc đến tên ai nhưng thái độ cũng như câu chữ của ngọc nữ làm nhiều người tin rằng cô đang oán chỉ đến bạn trai cũ của mình là Văn Đức. Cụ thể, với dòng cắt sân hỏi tôi đi. Hôm nay tôi sẽ trả lời bạn, ngọc nữ đã nhận được rất nhiều câu hỏi. Ngoài những câu bày tỏ sự yêu mến đến tôi mười hoa hậu Hoàng Vũ hay thắc mắc về chuyện làm đẹp thì tất cả đều xoay quanh chuyện tình cảm của cô. Trong số đó, nhiều nhất vẫn là những câu thắc mắc mối quan hệ thực sự của ngọc nữ và Văn Đức. Tuy nhiên, không trả lời thẳng thắn bất kỳ câu nào, ngọc nữ luôn khéo léo lảng nó sang chuyện khác. Khi thì ngọc nữ nói, Đức có người yêu mới rồi mà em, lúc cô nàng lại tâm tình, chị luôn hy vọng cậu ấy trưởng thành và trân trọng tất cả những gì xung quanh cậu ấy. Thay vì trả lời trực tiếp thắc mắc của fan, ngọc nữ lại lảng tránh bằng những câu nghe hơi không liên quan cho lắm. Một fan khác đã mạnh dạn hỏi ngọc nữ đánh giá thế nào về bạn gái mới của Văn Đức. Một lần nữa, ngọc nữ tránh trả lời trực tiếp vì cho rằng mình không nên nhận xét về người khác như thế. Cô nàng khẳng định Văn Đức thích ai, yêu ai là chuyện của Văn Đức, tốt hay xấu thì Đức phải chịu. Ngọc nữ cho rằng thích ai, yêu ai là quyền của Văn Đức. Đáng chú ý hơn phải là bình luận dưới một comment có liên quan đến việc có hay không chuyện người ấy của ngọc nữ lừa dối cô. Trong thời gian quen em, người ta có tốt với em không? Có lừa dối em nhiều không? Vì chị thấy lúc trước, lúc chưa chia tay em, người ta đi nhậu ôm ớt nhỏ gì đó chứ không phải lờ kia đâu. Mà nhìn cái đồng hồ giờ sốt mới ra là mới đây chứ không phải lâu rồi. Tài khoản này viết. Một bình luận hỏi về chuyện có phải ngọc nữ bị cắn sừng hay không và cô nàng trả lời có. Chi tiết tên viết tắt cùng chiếc đồng hồ khiến mọi người đồng loạt cho rằng người mà comment nhắc tới chính là Nhật Linh, đồng thời người ấy không phải ai khác mà Văn Đức. Những tưởng sẽ tiếp tục lảng tránh nhưng không, với bình luận này, ngọc nữ lại đáp lại chắc địch, những gì chị đoán và cảm nhận là đúng. À đâu, có thể hơn thế. Những động thái này của ngọc nữ làm người ta không thể không đặt câu hỏi có hay không chuyện Văn Đức phản bội ngọc nữ để đến với Nhật Linh. Tuy nhiên thực hư thế nào chắc chỉ có trời biết, đất biết, ba nhân vật chính biết mà thôi.